10 vạn thần linh giáng lâm phàm trần, quỷ dị thần kỳ, chỉ là đồ độc sự kiện, tiểu địch xuyên việt mà đến, vì để không sa đọa vào hắc ám, chỉ được chọn trở thành chản thần quan. Mà trở thành chản thần quan thủ yếu điều kiện chính là phải có âm dương nhãn, mà thức tỉnh âm dương nhãn điều kiện chính là phải chết qua một lần. Sư phụ, đầu của ta thật sự còn có thể khâu lại được sao? Bất sinh tương phùng mệnh, mê loạn vô thường, phi vân hóa thân âm hồn, nhân gian túc thái tuế, làm kim chỉ nhục trượng, mệnh nhược ngọa âm dương, có thể đạp trá thần lộ. Xong rồi, thừa lúc hương còn chưa cháy hết, nhanh nằm vào đi. Khoảnh khắc này, ngươi liền cảm giác toàn thân đều đang chìm xuống. Áp lực cường đại trong nháy mắt khiến ngươi mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu. Đừng sốt ruột, động tác quá lớn thì đầu dễ rơi ra đấy. Sư phụ, ta cảm thấy thân thể hiện tại vừa cứng vừa loạn. Ngươi bây giờ nhiều nhất chỉ là một hoạt tử nhân, muốn chân chính phục sinh, cần nhất bổ sung dương khí. Dương khí hồi vượng tự nhiên khôi phục bình thường. Vậy ta nên làm thế nào để bổ sung dương khí? Tự nhiên là tìm người có đồng nam chi thân, vì ngươi bổ sung dương khí. Đừng nhìn ta, sư phụ ngươi thời trẻ phong lưu phóng khoáng, lưu luyến hoa tùng, đã sớm hết nguyên dương, hiện tại cũng chỉ có thể giúp ngươi tìm vài đồng nam trở về. Chờ đã. Sư phụ, có thể hay không hắc hắc, đổi thành nữ được không? Trụ hương chậm rãi thiêu đốt, mà tiểu địch cũng đang tiếp tục dung hợp ký ức của nguyên chủ. Đại hạ quốc mà ngươi đang ở, gần đây mười mấy năm đều xảy ra các loại thiên tai. Cái gì mua xác hầm thịt, đào mộ khai quan ở thời đại này quá thường thấy. Mà cha ngươi muốn đem ngươi và muội muội bán đi. Tiểu địch biết được sau mới mang theo muội muội chạy ra ngoài. May mắn gặp được Lý Tu Thần, bái ông ta làm thầy, chuyển người võ nghệ mới có thể sống sót. Động tĩnh này là sư phụ hay là kẻ xâm nhập khác? Nhìn xem làn da này, trơn mượt lắm. Lần này anh em chúng ta có lộc ăn rồi. Là ai muốn ăn ta? Hừ, ma quỷ gì? Lão tử đói 3 ngày rồi, còn quan tâm ma quỷ gì nữa? Lão tử chặt nó thành 8 khúc. Động đậy cho ta, động đậy. Dưới sự thôi thúc của ý chí cầu sinh mãnh liệt, tay phải của tiểu địch rốt cuộc cũng cử động được. Uy lực của cú đấm này hơi quá mạnh rồi. Nguyên chủ lúc sinh thời chỉ tu luyện tới thiết cốc cảnh, không nên có uy lực lớn như vậy chứ. Tha mạng, tha mạng, thất công tử tha mạng. Hừ, cút cho ta. Vị hôn thê của ta, hình như thi thể của nàng là do sư phụ xử lý, không ngờ lại bị đặt trên một bàn. Trương Hiểu Vũ tỏa ra một loại khí tức hung tàn và lạnh lẽo, bao trùm lấy tiểu địch. Ngươi cảm thấy máu của mình đều như bị đóng băng, một thân lực không còn cách nào sử dụng. Không thể nào, ta không muốn chết thêm lần nữa. Tiểu Vũ, nàng còn nhận ra ta sao?